Audi e-tron GT gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với nắp capo thanh lịch, đèn pha LED Maastricht Laser vuốt sang hai bên sườn khỏe khoắn, làm nổi bật la răng khí động học 20 inch, 5 chấu kép. Lưới tản nhiệt khung đơn gần như kín hoàn toàn. Dải đèn hậu với hiệu ứng chạy tia lúc khởi hành và kết thúc càng làm nổi bật nét hấp dẫn riêng của thương hiệu. Với chiều dài khoảng 5m, e-tron GT có trục cơ sở dài 2,9m và chiều rộng 1,96m. Không gian nội thất rộng rãi cho tất cả các hành khách. Bảng điều khiển và các màn hình cảm ứng đều quen thuộc, nhưng cho một cảm giác hoàn toàn mới. Tất cả các ghế đều được bọc da Nappa cao cấp và chất liệu vi sợi Dynamica. Tất cả cửa sổ cũng như là cửa sổ trời, toàn cảnh đều là kính cách nhiệt. Đồng hồ kỹ thuật số Audi Visual Cockpit Plus cùng màn hình trung tâm HD 10.1 inch được tích hợp đẹp mắt. Được dẫn động bởi hai động cơ điện, Audi e-tron GT Quattro được trang bị công suất 350 kW, trong khi RS e-tron GT công suất 440 kW. Tại các trạm sạc nhanh DC, bộ sạc e-tron RS e-tron GT 22 kW đạt công suất sạc lên tới 270 kW, cho phép sạc lượng pin đủ chạy 100 km chỉ trong 5 phút. Sạc nhanh từ 5 tới 80% chưa tới 23 phút ở các điều kiện lý tưởng. Với một lần đầy sạc, xe có thể đi được tới 488 km với e-tron GT hoặc 472 km với RS e-tron GT.